Em là Nguyễn Hùng Cường, học sinh, bây giờ em ở lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Thăng Long. Và điểm IELTS của em kỳ vừa rồi là ngày 25 tháng 9 là điểm 8.0 ạ. Lúc đầu thì khi nhận được kết quả thì em cũng vô cùng bất ngờ. Khi tôi nhận được cái tin nhắn ấy thì nói đúng ra là thực sự ra là tôi cũng không biết gì về Anh ngữ. Đâm ra là cũng không biết là bao nhiêu chấm. Một số thông tin ở bên ngoài ấy, thì bảo 8 chấm tương đối hiếm đấy, thì là lúc đấy mình mới thấy cảm thấy tự hào về con, rất là mừng cho con. Để có được bằng IELTS mà cũng giúp đỡ giữ rất nhiều trong việc nhập học vào các trường đại học tốt cả cả Việt Nam và cả trên thế giới, nên em thấy việc được thi IELTS, thì đặc biệt là việc được thi IELTS sớm nhất là tại trung tâm Bách, thì tạo ra cho mình được một lợi thế rất lớn trong việc nhập học vào đại học vào được các trường tốt. Ban đầu em được giới thiệu về Bách từ năm 6, thì lúc đấy em đã có mong muốn cũng bắt đầu được thi IELTS rồi, nhưng mà lúc đấy thì như em nói là tại điều kiện gia đình em chưa vào Bách được. Sau này đến lớp 10 cũng rất muốn được vào trung tâm để học. Chia sẻ với cô là tôi làm nghề thực địa, mẹ của Hùng Cường thì là nghỉ hưu rồi, tức là kinh tế cũng có một sự có một chút eo hẹp, cũng hơi khó khăn về tài chính của thời gian. Lúc thời điểm đấy là cũng rất mong là Cường vào học được. Ngay thời điểm đấy là tôi quyết tâm con đã muốn theo học ở cái trường này từ năm lớp 6 rồi, mà năm lớp 10 là cũng may mắn được tiếp xúc và được tiếp nhận vào cái trường. Thì kể cả lúc đấy tôi có đi vay mượn hoặc là như thế nào đi chăng nữa thì là tôi cũng cố gắng đóng góp cho con để con theo học được và tạo cho con một cái hành trang sau này. Tôi sẽ lan tỏa cái sự tốt đẹp này của trung tâm RED này đến mọi người, lấy RED này làm điểm tựa để mình có một sự phát triển lên. Một lần nữa, phụ huynh của Cường thì cũng cảm ơn trung tâm RED, cảm ơn các thầy cô trong trung tâm đã dạy dỗ và truyền đạt cái kiến thức cho con, và chúc các thầy cô có được sức khỏe và sự may mắn và hết lòng vì tương lai của con em Việt Nam.